sao bà? Cái bà nói tu gì tu vậy, tu gì tu sao? Cái cô này cũng nói tu gì tu vậy, tu gì tu sao mà cô nhớ niệm Phật hoài vậy? Mỗi cái khi nào mà cô giận lên cái bắt đầu cô nói tu gì tu vậy, tu gì tu sao, niệm Phật mà còn giận nữa. Thành ra cái bà kia thì bà nó bà nghĩ vậy, còn bà này bà suy nghĩ vậy. Tháng 10 niên Quý Mão, cũng đúng vào ngày và giờ phái đoàn ở Gạch Giá và quý vị đến đây để thăm cơ sở phòng thuốc nam và chỗ nằm bệnh và nghĩa trang trẻ ở, quý vị để tiếp cái phần coi như để có vật chất để lo cho bá gia bá tánh ăn ngủ nghỉ ở đây. Thì Đức Phật, Đức Thầy nói công đức Phật từ bi vô lượng công đức. Thành ra mà quý vị đi đến đây có cái tấm lòng vàng mà để lo cho Phật Pháp. Như vậy tôi không có lấy chi đền đáp lại cho vừa. Thành ra đến đây tôi xin là coi như là tự tôi ra cái đề tài rồi tôi nói chuyện luôn. Rồi tôi giải thích, rồi khi tổng kết lại thì tôi chúc cho phái đoàn. Dạ thưa quý vị, có cái lời Đức Thầy dạy là coi như trong sáng giảng Đức Thầy dạy nó gán tu để chết, chứ đừng có chờ chết đến mà chẳng có tu. Hay là hoặc Đức Thầy nói việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, thông xâm thiền giác rước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Thành ra coi như cái chữ Đức Thầy dạy mình ráng tu để chết, thì cái nghĩa tu nó đây là mình tu để gieo duyên với đại chúng và tu để đem cái phước lành cho bá tánh, ban rải cho bá tánh khắp nơi nơi trong thế gian này, hay là hoặc là khi mình chết rồi thì tất nhiên cái danh đó cũng còn thơm. Quý vị, Đức Thầy nó gia trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Khi mình tạo được cái việc phước đức và cái việc là công đức và khắp nơi nơi, rồi khi mình chơi, khi mình đi đâu cũng vậy, mà bị cái nghiệp gì nó tới rồi thì mình phải trả, bị cái quả thì mình phải mang, mà cái nghiệp phải trả. Quý vị, làm phước thì làm phước, mà coi như cái tới cái nghiệp mà phải trả thôi. Thành ra coi như khi mà đi dọc đường dọc xá mà quý vị mà coi như làm phước rồi đấy ha, lo niệm Phật rồi là cúng lại làm phước, lo cho bá tánh đồ khắp nơi hết trơn, mà khi mà có xảy ra công chuyện gì thì cũng có cái số, có cái sách phước đức đó là của quý vị. Rồi thành ra chết nó cũng là mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thành ra mình thấy cái này mình gieo trước và coi như gieo trồng trước, rồi khi mình chết rồi đó thì quý vị hướng về đâu thì coi như cái linh hồn về đó, hướng về cực lạc thì Phật ước về Tây Phương, không? Thành ra Đức Phật A Di Đà phát 48 lời thệ nguyện. Phật xưa 48 lời thề, chúng sanh độ hết chẳng hề bỏ ai. Ai mà giữ đạo Như Lai, ngân kiều khỏi xuống liên đài được lên. Khi một niệm một tiếng Phật và một niệm cho đến 10 niệm mà Đức Phật A Di Đà không khước về cõi ngài là ngài thề không thành Phật đó quý vị. Thành ra vừa làm phước gieo duyên với đại chúng mà vừa lo niệm Phật là đầy đủ công đức rồi, thì quý vị về cảnh giới an lành, bất diệt bất sanh,
ở cõi ta bà này gọi là cái cảnh khổ, khổ khó vô cùng quý vị ơi. Thành ra ở đây mình muốn cho giải thoát tất cả thì mình phải nhớ ăn chay, tránh cái sát sanh. Ăn chay là đứng hàng đầu, gọi là tránh sát sanh, sát giết các loài sanh vật thì cái nghiệp quả mình nó rất nhiều. Thành ra mình bây giờ mình phải tập ăn chay, ăn chay để tránh cái sát sanh, không còn sát giết những cái loài vật, ăn lầm ở lộn coi như đủ thứ hết trơn, gọi là phóng sanh thả cá này kia là cũng việc cực lạc đó quý vị. Bị các loài sanh vật là Đức Thầy có giới thiệu, Đức Thầy nói cỏ cùng cây điểu thú chim muông, nhân với vật quần lai bổn tánh, nó có một cái lý tánh mà thôi, cũng biết sống và sợ chết, và biết cái lẽ phải, biết có tổ quê hương gia đình nó, cũng có cha có mẹ có anh có em có bè có bạn đủ thứ hết trơn quý vị. Nhiều khi tôi xin đến đây tôi kể cái mẫu chuyện này, cái mẫu chuyện nhân quả, gọi là cái anh chàng nọ anh giết cắt cổ vịt, cắt cổ con vịt mà coi như là anh nhổ lông rồi nó cắt cổ, cắt rồi mà không chết quý vị, mà con vịt nó cũng vẫn dòm lơm lơm vậy nè, giờ mà nó gạt đầu gì. Tối lại thì tất nhiên trong gia đình đó thì có một bà mẹ báo tin cho biết rằng con nó bữa đó con nhổ nghe từng cổ của mẹ đó, nhổ ba cái lông hết trơn đó, rồi cắt cổ là cắt cổ mẹ đó, cho con biết con làm sao con cải hối ăn năn và con phát nguyện con dùng chay giới thì coi như mẹ mới thoát khỏi cái cảnh này. Thì đứa con nó thấy vậy, thành ra con mới tảng sáng không biết làm sao, có tiền không biết sao, mới mời anh em đồng đạo tới. Thì anh em đồng đạo giải thích nó bây giờ phải mua cá phóng sanh, rồi phóng chất cứ nhiều thì tất nhiên cầu nguyện, rồi là tất nhiên là mẹ của chú là phải giải thoát thôi. Thì quý vị biết khi mua cá phóng sanh này làm giá một năm rồi đó, thì tất nhiên giá một năm rồi thì con vịt này coi như nó cũng còn sống vậy, mà khi giáp năm rồi thì cái xác con vịt này cứ bằng chết. Khi chết rồi thì bà mẹ mới báo tin, con ơi khi mẹ ở thế gian này mẹ làm cái việc ác, cắt cổ gà cắt cổ vịt, đánh dẫy mổ bụng cá rồi đủ thứ hết trơn, các loài đó là coi như quý vị người ta cũng có mạng sống con người mà mình giết cái vô cớ mình ăn, con ơi tội lỗi vô cùng, đi xuống dưới diêm vương, gọi là con gà con nào con nấy bằng cái chiếc ghe lên cái nia đó con, đá mẹ cá kêu bằng dãy tay te chết, còn cá con nào con nấy thôi đừng có nói tới con ơi. Thì quý vị thấy cái nhân quả này, Đức Thầy nói lực nhân quả thật là cao diễn, suốt khổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, nếu bền chí thì có ngày thông thả. Các quý vị phái đoàn và ở tại địa phương phòng thuốc Nam ở đây, và quý vị cũng gắng ăn chay cúng lại niệm Phật. Ăn chay coi như Đức Phật Thầy Tây An nói, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thành ra mình thấy Đức Thầy cũng nói, cỏ cùng cây điểu thú chim muông, nhân với vật quần lai bổn tánh quý vị ơi. Thành ra khuyên rằng anh em đồng đạo ha, trong là quý vị hết tất cả hết, nếu mà ăn chay được thì tránh một ngày, tránh được một ngày sát sanh, mà ăn chay luôn một tháng thì tránh hết trơn tất cả. Còn quý vị nào không ăn chay được nổi thì ăn tập ăn giết từ từ một ngày, tránh cái sát sanh một bữa đó quý vị. Thành ra cái làm phước này để gieo duyên với đại chúng, gọi là có cái nền tảng
để có phước đức, để sau này là mình độ đại chúng rất nhiều. Gọi là cái khổ khó này là do gì? Cái khổ khó này do cái chỗ là mình không biết gieo trồng phước đức, công đức và phước đức, thành ra sau này mình sẽ khổ như vậy đó quý vị. Muốn cho thoát khổ phải gieo trồng phước đức và nhớ niệm Phật, gọi là lập công bồi đức mới diệt cảnh giới cực lạc, gọi là niệm Phật, đó gọi là pháp môn tịnh độ. Và coi như là còn cái phước đức này là tất nhiên là mình gọi là mình niệm Phật, mà mình về nhớ niệm Phật là mình lập công bồi đức này, gọi là cái phước đức này mình làm phước như gì là sanh được về cõi trời, gọi là hưởng cõi nhân thiên, làm vua hay là hoặc làm tiên, rồi cho hưởng sung sướng cũng trở lại, cũng là luân hồi nó quý vị. Nhớ gieo duyên với đại chúng như gì, rồi ăn chay cúng lại niệm Phật, rồi hành theo chim về tịnh độ, là gọi về cực lạc. Mà chính là Đức Thầy nói về cực lạc mới là hết khổ. Đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Thành ra mình thấy như vậy là quý vị, ở Gạch Giá hay các chỗ, chung quy là ở phái đoàn ở Gạch Giá, mà coi như là nhiều nơi để phối hợp, để lo tiền bạc, để lo vật chất, để lo cho cơ sở từ thiện thuốc nam và cho bệnh nhân và các ba tà già ba tánh khổ khó. Mà như vậy thì nghe lời Đức Thầy dạy, thành ra Đức Thầy dạy nó phước đức Phật Thầy Tây An nó phước đức đó vẫn còn muôn thở, ti vô hình đừng ngỡ gần không. Con ơi ở chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Thành ra đến đây thì tôi xin có cái món quà chút ít để tặng cho quý vị. Cái làm phước này là gọi là gieo duyên với đại chúng, mà làm phước mình tùy hỷ, mình vui vẻ mới gọi là có phước. Làm phước mà chấp gọi là không có phước. Chấp là gì? Anh đó mạnh, anh đó còn mạnh, yếu tôi mới cho, mà mạnh tôi không cho, mà bị gì người ta thất thế mình phải cho à. Khổ khó đói thì phải cho thôi, mạnh yếu gì cũng phải cho hết, ta khổ thì cứ cho. Thành ra cái chấp này thì không có được phước nghe quý vị, ráng làm. Còn cái công đức này nhớ niệm Phật mà vui vẻ gọi là chuyên về tịnh độ đó, gọi là cái pháp môn tịnh độ này đó, là mình niệm Phật mà về Phật, gọi là rồi mình nhớ mình niệm Phật là để về tịnh độ, tịnh độ là đi về Phật, gọi là Phật dạy mình. Có cái bà này đây, bà nói lo bà niệm Phật, mà bà sư cô, bà niệm Phật mà bà khai dốt quý vị, bà đâu có biết gì đâu. Rồi cái cô nọ, cổ mần công quả, cô nói dạ thưa bà niệm Phật, cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật sao là bà dạy cho con đó bà. Cái bà ni cô bà nọ, bà đâu có biết chữ biết gì đâu, bà hay cô này cô niệm Phật mà cô thấy hoài cái bắt đầu nói vậy đâu có được. Dạ thưa bà niệm Phật. Cái bà nói tu gì tu sao. Cái cô này cũng nói tu gì tu sao mà cô nhớ niệm Phật hoài vậy. Mỗi cái khi nào mà cô giận lên cái bắt đầu cô nói tu gì tu sao niệm Phật mà còn giận nữa. Thành ra cái bà kia thì bà nghĩ vậy, bà này bà suy nghĩ vậy. Tất nhiên cái bà này bà hành cái pháp môn đó hoài đó quý vị. Khi mà tới chừng bà tới ngày viên mãn thì bà niệm Phật rồi bà về Phật luôn hà. Có cái câu tu gì tu sao mà còn hấy nữa, còn mít nữa, thì bà giận, mà bà nói tu còn giận nữa.
Thành ra bà xét bà à, thì bà chuyên về tịnh độ này, bà niệm Phật hoài tới cái bà về Phật. Khi bà về Phật rồi, hào quang á của Đức Phật A Di Đà rước bà, nghe quý vị ơi, sáng lò hả chơi, phải không? Thành ra mình niệm Phật mà khi mà mình còn nóng nảy, mà mình còn giận nha, hay là hoặc mình còn tham cái của gì chứ ai á, hay là hoặc mình còn ham muốn cái gì đó, mình cứ soi vào tâm mình á, tu gì tu vậy, tu gì tu sao, tu mà còn tham nữa, mình phải gậy mình mới được nha. Thành ra đến đây thì tôi xin kể cái mẫu chuyện này, thì đến đây đã dứt, vừa làm phước, vừa niệm Phật và giải thoát về cõi tịnh độ. Thành ra Đức Thầy nói môn tịnh độ là phương tú cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Phật xưa là Phật này là từ Phật Tổ Thích Ca A Di Đà, Phật Tổ A Di Đà để xuống độ chúng sanh. Phật Tổ Thích Ca thì Ngài là giáo chủ ở cõi Ta Bà. Phật Tổ A Di Đà gọi là giáo chủ ở cõi Tây Phương, gọi là Ngài Nhiếp Hóa để rước phần hồn của chúng sanh về cõi cực lạc. Còn Phật Tổ A Di, Phật Tổ Thích Ca thì Ngài độ ở tại thế cho chúng sanh tu lập hạnh giải thoát. Thành ra quý vị thấy, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, là nói về Phật đó, gọi là độ chúng hết thải chúng sanh mới đi về khỏi cảnh giới của Ngài, gọi là lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền giác rước đưa sanh chúng trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Đức Thầy của mình là một vị Phật sống ra đời bất chiến, nổi tiếng từ bi lời lẽ ráng ri, tình riêng êm thắm có lắm người yêu, hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh bể ái hà, mượn sát quỳnh thanh danh sát trẻ, chờ ngài thiên định thiết hùng ca. Gọi là Phật Tổ Thích Ca ngài vắng mặt, và Đức Thầy của mình là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thầy nói ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Hay là hoặc có một giai đoạn Đức Thầy già nói hòa hảo thì coi như là hòa hảo ra đời bất chiến, nổi tiếng từ bi lời lẽ ráng ri, tình riêng im thắm có lắm người yêu. Khi dứt lời, tôi xin cầu nguyện Đức Phật và Đức Thầy và oai linh của Đức Quan Thượng Đẳng Đại Thần và Châm Quan Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị năm non bảy núi phổ độ cho bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, và cầu nguyện cho tất cả phái đoàn và tĩnh tâm lo niệm Phật và gán lo làm phước, là lập công bồi đức, phóng sanh thả cá, hay là hoặc nhớ niệm Phật ở tu niệm tại gia, có cái gì thì gửi cho cháu thành hậu để làm công chuyện, hay là hoặc lo cho bá tánh như gì là quý lắm. Thực thi thực hành theo lời của Đức Thầy dạy. Đến đây tôi cầu nguyện chúc cho phái đoàn ở Gạch Giá và quý vị toàn thể quý vị đồng đạo được nhiều sức khỏe và tinh tấn tu hành, đến ngày thành công đắc quả, đến ngày diễn kiến Thầy Tổ. Nam Mô A Di Đà. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vừa qua chú Sáu cũng có chia sẻ một mẫu chuyện mà rất là hay. Thôi thì sau cùng mời chú Bảy cũng có đại diện cho phái đoàn đi ha, đôi lời gửi đến chú Sáu. Cho phái đoàn đến đây trước đây là cũng như ghé thăm chú Sáu, và cũng mời tất cả những người ở xứ sở của huyện Dòng Riềng, Kiên Giang. Có một số thì cũng là đồng đạo của chúng ta, và một số thì cũng theo đạo Phật. Thì có đủ nhân duyên thì tôi và bà xã, tôi thì đến đây cũng lần này là lần thứ ba, bà xã là lần thứ nhất. Thì trước hết là cũng như là cũng có vài người để gửi những tịnh tài đến chú Sáu, và sau đó thì cũng hướng dẫn tất cả bà con đến đây để hiểu vấn đề Phật giáo hòa hảo là như thế nào. Rồi cái vấn đề làm từ thiện của chú Sáu như thế nào để cho mọi người biết về Phật giáo hòa hảo của chúng ta.
thì đó là một cái con đường nếu mà ai đi đúng thì hưởng được nhiều phước đức. Thì trong khi đó thì tôi cũng là một cái người đã đi đầu và cũng muốn là tất cả những người hiểu được cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo cũng như đạo Phật mà làm theo những điều lành, tránh đi những điều ác. Thì hôm nay cũng có một số mạnh thường quân thì gửi đến để ủng hộ cái cơm từ thiện chú Sáu, và riêng đó là sau đó là tôi với bà xã tôi cũng có một chút ít tinh tài để gửi chú Sáu, cũng như là để cho phục vụ cho nhà thuốc nam lo cho bệnh và có tất cả những cái sự việc ở đây. Thì hôm nay tôi cũng có mang theo đây. Cái phần này là cái phần của gửi thì anh Lý Trịnh và Quỳnh Thu Nguyệt là người bạn cũng đi từng thả cá với thằng Hậu gửi cho chú Sáu là 4 triệu đồng. Quỳnh Lê là con của người anh thứ tư bên Mỹ gửi cho chú Sáu là 100 đô bằng 2,4 triệu. Thì tất cả như người gửi ở đây thì như cô Thu Nguyệt á, thì nhờ chú Sáu cầu an cho bà già của cô Nguyệt là Thái Thị Xiêm cũng như là đang lâm trọng bệnh. Thì cái phần này là tổng cộng 6,4 triệu. Tôi cho bà xã sức thêm là tổng cộng có chân cho chú Sáu là 20 triệu. Đếm hồi lộn xộn rồi. Chứ đếm 40 tà là đúng rồi. 40 tà là đúng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 triệu. Rồi thì sao đếm lại chứ? 20 triệu đi sao đến là 20 triệu. Rồi chú 20 triệu, 20 triệu tổng cộng là 20 triệu, mà trong đó những người gửi là cho Lý Trịnh và Quỳnh Thu Nguyệt là 4 triệu, rồi Ngô Quỳnh Lê là 2,4 triệu, rồi còn nhiêu là của dạ cảm tạ chung như thôi, khỏi đếm chung như thôi, cũng như là rồi nếu mà chú Sáu có cũng như là có lời cầu nguyện thì cầu nguyện cho Thái Thị Xiêm, cho người Thái Thị Xiêm này, đó là như đó. Ông kia đếm lại, nhưng khi ông đếm nãy giờ lộn xộn. Sao đếm lại vậy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy và kính ông cụ Nguyễn Chí Trực, tâm quan cụ thần, chư vị trong thời rồi. Thì năm non phải nói cảm ơn chúng mình. Hôm nay phái đoàn ở Gạch Giá đi đến đây là còn nhiều phái đoàn tới 20 người và có cháu Thành Hậu và cháu Thành Luân thân cận kế bên để chứng kiến là tôi có nhận 20 triệu để lo cho phòng thuốc nam và ăn uống ở đây và trại hòm nghĩa trang. Xin đại diện cho phòng thuốc nam ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xin đa tạ quý vị trong và ngoài nước để có cái tấm lòng vàng để lo cho Phật pháp. Khi dứt lời tôi xin cầu nguyện cho Đức Phật và Đức Thầy gia hộ độ cho quý vị trong gia đình có tài có lộc có phước có đức để lo cho bá tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chào tao gì ơi.